chào các bạn, tôi là bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, hiện là trưởng khoa ngoại tiêu hóa, trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, bệnh viện đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một số thông tin về một tình trạng bệnh được gọi là thoát vị bạn. Thoát vị là một cái tình trạng mà một cái cơ quan nó không ở cái vị trí thông thường của nó. Thoát vị bạn là tình trạng mà có thể là mỡ hoặc là ruột chui qua cái vị trí thông thường, đi qua một cái điểm yếu ở trên thành bụng, ở vùng bẹn và tạo thành khối thoát vị. Chúng ta sẽ phát hiện ra chúng ta bị thoát vị bẹn khi nào. Đó là khi mà bệnh nhân thấy là mình có một cái khối phồng ở vùng bẹn và khối phồng này có thể xuất hiện khi đứng và mất khi nằm, thỉnh thoảng thì có thể gây khó chịu cho bệnh nhân, hoặc là trong những tình huống mà bệnh nhân gắng sức như là bệnh nhân ho, bệnh nhân đi cầu phải rặn thì cái khối thoát vị sẽ dễ dàng xuất hiện hơn. Nguyên nhân của thoát vị bạn, chúng ta đề cập đến cái cơ chế bệnh sinh của thoát vị bạn là có thể gặp trong những cái tình huống mà bệnh nhân có bất thường bẩm sinh. Trong cái thời kỳ phôi thai thì đối với nam thì tinh hoàn nó ở trong bụng và sau đó thì nó sẽ đi xuống bìu, trên đường đi thì nó sẽ tạo thành một cái cấu trúc ống. Ở đa số bệnh nhân thì cái ống này nó đóng kín hoàn toàn, nhưng mà có một số ít bệnh nhân thì cái ống này nó đóng không kín và sau đó những cái tạng ở trong bụng có thể đi qua theo đường của cái ống đó và chúng ta tạo thành cái thoát vị bạn gián tiếp. Ngoài ra thì còn những cái yếu tố khác tác động, ví dụ như là bệnh nhân có thể là có tình trạng thiếu collagen. Tình trạng thiếu collagen thì có thể là do những cái bệnh gây ra thiếu collagen, có thể là bệnh bẩm sinh, hoặc là bệnh nhân có thể dùng thuốc ảnh hưởng đến cái quá trình tổng hợp collagen như corticoid chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân lớn tuổi tổng hợp collagen nó kém hơn và sau đó thì nó sẽ làm cho cái tình trạng của bụng yếu dần theo thời gian và dần dần tạo thành cái điểm khiếm khuyết ở trên thành bụng. Ngoài ra thì có những cái yếu tố thuận lợi khác có thể thúc đẩy cái tình trạng thoát vị bạn biểu hiện ra, ví dụ như là bệnh nhân có làm việc gắng sức làm tăng áp lực vào bụng thường xuyên, hoặc là bệnh nhân bị táo bón, bệnh nhân ho kéo dài thường xuyên, hoặc là bệnh nhân mang thai. Với cái tác động lâu dài thì nó sẽ làm cho cái thành bụng bị khiếm khuyết tại vị trí vùng bẹn và gây ra thoát vị. Để chẩn đoán thoát vị bẹn, đa phần các trường hợp thoát vị bẹn thì bác sĩ có thể chẩn đoán đơn thuần chỉ bằng khám lâm sàng. Đó là bác sĩ có thể hỏi bệnh và khám bằng tay, khảo sát thấy được cái khối thoát vị ở vùng bẹn. Ngoài ra thì chúng ta có thể dựa vào một số những phương tiện cận lâm sàng khác để đánh giá thêm cái thoát vị bẹn. Là ví dụ như là chúng ta sẽ siêu âm phần mềm ở vùng bẹn, vừa giúp chúng ta xác định cái đó có phải là một cái khối thoát vị hay không. Siêu âm thấy được ruột hoặc là mỡ chui qua cái vùng bẹn và cũng đồng thời phân biệt được với những cái nguyên nhân khác như tôi vừa kể ở trên. Thì trong một số trường hợp hàn hữu thì chúng ta có thể sử dụng CT scan nếu như mà biểu hiện lâm sàng không rõ ràng và siêu âm chúng ta chưa đủ để đi đến kết luận. Như vậy, thoát vị bạn có thể gây ra cho chúng ta những hậu quả như thế nào? Thứ nhất là cái khối thoát vị, như tôi đã trình bày, theo thời gian cái khối thoát vị nó sẽ lớn dần và nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng sinh hoạt. Và có những tình huống thì khối thoát vị có thể rất là to và ảnh hưởng nhiều đến cái khả năng đi lại, khả năng làm việc của bệnh nhân. Và đôi khi thì bệnh nhân sẽ thấy đau tức và không thể nào mà tập luyện thể thao được chẳng hạn.
Ngoài ra thì tóc bị bẹn sẽ có một số những cái nguy cơ biến chứng khác. Ví dụ như là bệnh nhân có thể bị nguy cơ chấn thương. Trong trường hợp mà tạng bình thường nó nằm trong ổ bụng thì nó sẽ được bảo vệ bởi cân cơ vùng bụng rất là dày, rất là chắc. Nhưng mà nếu như mà tạng thoát vị nằm ở vùng bẹn, nằm ngay dưới da thì khi chúng ta bị chấn thương vào vùng đó thì hoàn toàn có thể gây ra những cái chấn thương nghiêm trọng cho cái ruột bị thoát vị. Trong những tình huống mà bệnh nhân có tăng áp lực đột ngột trong ổ bụng thì có khi tạng thoát vị chui được ra ngoài và không thể chui được trở lại vào trong bụng. Và chúng ta gọi đó là tình trạng thoát vị bẹn nghẹt. Về mặt điều trị thoát vị bẹn, từ rất là lâu thì cái phương pháp điều trị thoát vị bẹn là phẫu thuật. Bởi vì đây là một cái khiếm khuyết về giải phẫu thì chúng ta không thể nào dùng thuốc để mà điều trị được. Trước đây thì phẫu thuật viên thường chỉ phục hồi cái thành bẹn bằng cân cơ của chính cơ thể bệnh nhân. Nhưng mà cái phương pháp này nó tái phát nhiều, cho nên là sau này thì chúng ta sử dụng phương pháp là đặt một cái lưới nhân tạo vào vùng bẹn để gia cố cái vùng bẹn cho nó chắc chắn. Thì đây là những cái lưới mà được chế tạo đặc biệt, không gây ra phản ứng đào thải của cơ thể, có vai trò gia cố cái thành bẹn cho chắc. Phẫu thuật viên hay dùng đường mổ mở ở vùng bẹn dài có thể vài cm đến 10 cm. Nhưng mà sau này thì chúng tôi rất hạn chế sử dụng phương pháp này và chúng tôi thường là sử dụng cái phương pháp mổ nội soi. Bằng những cái đường mổ nhỏ thì chúng tôi có thể đưa lưới vào vùng bẹn để mà che phủ cái vùng khiếm khuyết. Tùy theo tình huống mà chúng tôi có thể đi theo những phương pháp khác nhau, ví dụ như là đi hoàn toàn ngoài phúc mạc, đặt lưới và lưới nó sẽ không tiếp xúc ruột, và hạn chế cái nguy cơ là đi vào bụng và có thể tạo sẹo gây dính ruột, hoặc là cái nguy cơ thoát vị do vết mổ. Thoát vị bẹn nó có cái yếu tố liên quan đến hình thành collagen hoặc là tăng áp lực ổ bụng thường xuyên. Tránh cái việc mà chúng ta bị thoát vị bẹn thì chúng ta có thể tập luyện thể thao hợp lý, duy trì cân nặng hợp lý, và chúng ta ăn uống nhiều rau củ để tránh bón, hạn chế làm những công việc quá nặng làm tăng áp lực trong ổ bụng. Và chúng ta khi sử dụng thuốc thì chúng ta cần phải lưu ý có sự tham vấn của bác sĩ để tránh những cái thuốc có thể gây hại, ảnh hưởng đến cái quá trình tổng hợp collagen, ví dụ như là corticoid chẳng hạn. Ngoài ra thì nếu như mà chúng ta có phát hiện những cái bất thường ở vùng bẹn thì chúng ta nên được thăm khám sớm để mà chẩn đoán bệnh kịp thời. Cho dù là bệnh nào chăng nữa thì chúng ta điều trị ở cái giai đoạn bệnh sớm. Hy vọng là các bạn đã có những cái thông tin hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung kỳ tới. Xin cảm ơn.